những cái bạn đã từng trong những cái top thách đấu rất nhiều mùa giải của đấu trường chân lý rồi. Và chúng ta sẽ đến với cả trận đấu đầu tiên của loạt đấu BO3, trận đấu trong khuôn khổ bảng B giải đấu The Zone Team mùa thứ 12 giữa FBA và Giang Hẹn. Có lẽ là đường chuyển của chúng ta đang phải chờ các bạn loading vào trận đấu một chút. Thì đánh giá lại một chút thì một bộ bài Katarina cũng có thể là một bộ bài giúp cho các bạn vào top ở phiên bản hiện tại. Thì Dukihan, em đánh giá những cái bộ bài khác như nào? Ví dụ là Zihin, thuật sư, rồi những bộ bài nhà phát minh cũng là những cái bộ bài mà rất được ưa chuộng ở phiên bản hiện tại. Thực sự thì em thấy là mấy bộ bài phép của meta hiện nay nó đang khá là khỏe, cũng trong danh mọi người đánh cũng rất là nhiều. Một bộ bài mà có lẽ anh rất tiếc nuối ở cái phiên bản hiện tại đó chính là bộ bài đột biến. Thì đột biến Dukihan có đánh giá cao bộ bài đột biến ở phiên bản này không, khi mà đột biến đã bị chỉnh sửa cũng như bị nớp rất nhiều rồi, khi mà chúng ta có thể thấy mặc dù khổng lồ vừa được tăng sức mạnh một chút nhưng mà ngay sau đó chỉ vài ngày thôi đã bị giảm sức mạnh luôn. Thì đấy là một điều đáng tiếc dành cho đột biến. Và đây là chàng trai Việt Ulu đến từ FBA, phải đọc cho mình là một con Kassadin cầm cung, một con Kassadin cầm cung. Và không biết rằng đột biến của game đấu đầu tiên trong loạt đấu BO3 của chúng ta là gì. Đội hình ra quân của FBA đó chính là Zoe, Tiểu My và chàng trai Việt Ulu bằng tranh VIP Prono 1, đây có lẽ là của FBA rồi. Trong cái đó tôi nhìn thấy ba chàng trai IH cũng cùng với cả Tomorrow sẽ là đội hình ra quân của IH trong trận đấu đầu tiên. Có cho mình là hai con trick, drop ra thêm cho mình những con tướng tiếp theo và đang có một đôi y lao ở ngoài hàng chờ. Và đây là lõi công nghệ đầu tiên của game đấu đầu tiên. Liệu rằng Việt Ulu anh ta sẽ lấy gì khi mà anh ta có cho mình hai mảnh cung cũng như là một mảnh đai lưng, ba món đồ lẻ từ rất sớm dành cho Việt Ulu. Đang cân nhắc chưa biết lấy gì cả. Anh ta có mài dao, có máy giò kim loại cũng như là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm là hoàn toàn, nếu mà khó xử quá thì Việt Ulu anh ta có thể lấy được cho mình cái chiến lợi phẩm, một cái loại công nghệ rất dễ đánh ở khoảng thời gian early game. Vâng, có một ấn đấu sĩ dành cho Zoe, nhà tài phiệt. Vâng, rất nhiều lõi công nghệ đã được các bạn sử dụng và tôi đã nhìn thấy Zoe anh ta đã có cho mình là một cái ấn đấu sĩ rồi. Và tiếp theo là những lượng vàng của Việt Ulu. Vâng, Việt Ulu anh ta không vội. Vâng, đây là một cái Heimerdinger. Vâng, do đồ thì đã có rồi nhưng mà liệu rằng Việt Ulu của anh ta có thay vào để hack tiền hay không? Em Khi nghĩ sẽ mà là vài không đấu rồi anh mà. được cái hàng có nghĩ là có hay không? Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Hai Vẻ cung. như Việt Lulu đang định vả thẳng vào mồm em bằng một pha thay cho đồ à. Nếu là tôi sẽ thay do đồ và hack tiền, nhưng mà liệu rằng việc Ulu anh ta có thay hay không. Vâng, anh ta bán đi rồi và up cấp. Không rồi, quyết định là Không không rồi, rồi. quyết định là không rồi, sẽ là up cấp và cho vào hai vệ sĩ. Vâng, đai lưng sẽ đẩy cho vị trí của ai đây? Darius, một mảnh cung lẻ được đẩy cho vị trí của chú chuột. Và đối đầu bên kia đó chính là Tomorrow. Tomorrow thì anh ta lấy cho mình hình như là đây là một cái lõi có kinh nghiệm khi mà up cấp đúng không Dukia? Anh không nhớ rõ lắm nhưng mà tôi không nhớ rõ nhưng mà có lẽ là đây là một cái lõi nó về kinh nghiệm thì phải của Tomorrow. Và Cái sẽ lõi là này một là chiến thắng lõi của Việt tiến Ulu. hóa tự nhiên anh ạ, nó sẽ Tiến hóa tự cho nhiên. kinh nghiệm. Có vẻ như màn hình của player Việt Ulu khá là lag. Việt Lulu. Vâng, hai Talon. Vâng, có cho mình là hai Talon thì liệu rằng Việt Lulu có pick hay không? Khi mà sẽ kích hoạt cho mình đó chính là hai sát thủ. Sẽ thay vào vị trí của Ela để lấy cho mình hai sát thủ mà thôi. Bắt lại vị trí của Talon. Vâng, nếu như Talon của Việt Lulu anh ta lên được hai thì hoàn toàn đây là một lượng sát thương gây ra bởi một con tướng hai tiền rất ổn ở khoảng thời gian early game. Khi mà những phát lưỡi dao kết liễu của Talon cũng là một cái lượng sát thương khổng lồ. Còn bên kia thì Tiểu Min anh ta đã up cấp 5 rồi. Còn có lẽ là với cái lõi công nghệ như thế kia thì quá nhiều tiền dành cho Tiểu Min và đã up cấp 5 ở round 2.2.
thì hơi khó dành cho việc Ulu rồi, khi mà Tiểu Min anh ta đã lên cho mình là cấp 5 rất sớm, bằng lượng vàng là rất đề hòa dành cho Tiểu Min, và đó là chiến thắng thứ hai, trong khi đó Việt Ulu là người phải hy sinh. Một con Ui tạo lần rồi ôi, hai. đúng là tăng phần hai luôn, hết nước chấm dành cho chàng trai về Ulu. Nhưng mà hơi đáng tiếc khi mà về Ulu lại phải vừa đối đầu với cả người đồng đội của mình up 5, còn nếu không thì về Ulu có lẽ là một cái chuỗi thắng dài rồi, khi mà bài đấu của về Ulu bây giờ đã sở hữu cho mình là một con ta lông hai, một con ta lông rất tuyệt vời. Bằng xếp hai con sát thủ mỗi con một bên để có thể dứt điểm đi những con tướng co ở dàn sau bên phía đội hình của đối thủ. Còn đây là tranh, vâng, phóng hỏa đến từ vị trí của tranh. Một cái lõi công nghệ sẽ giúp cho khoảng thời gian đầu giao tranh cũng như là mang lại lợi thế dành cho tranh khi mà tranh sở hữu cho mình đội hình có giao tranh lâu dài, nhưng mà lượng sát thương gây ra bởi một con Talon hai là quá nhiều, và đó là một chiến thắng của Việt Ulu, một cái chuỗi hơi ít ô một chút, nhưng mà có lẽ là với một bài đấu mà Việt Ulu anh ta đã sở hữu cho mình hai vị tướng sát thủ hai sao rồi thì hoàn toàn Việt Ulu anh ta có thể hy vọng lấy được những mảnh đồ tiếp theo để giúp anh ta đánh cho mình một cái chuỗi thắng. Vòng đi chợ 2.4 của chúng ta có một con Katarina cầm BF rất ngon, bỏ qua tranh lấy cho mình là một con Lissandra cầm gậy quá khổ, trong khi đó một cái găng dành cho vị trí của Haya, một mảnh cung dành cho Zoe, và cuối cùng là Katarina thuộc về vị trí của Tomorrow. Vâng, giáp dành cho Tiểu Minh ư? Và đúng là như vậy. Trong khi đó Lin, IH Lin thì lấy cho mình là một con Leona cầm nước mắt. Taric đã có rồi, nhưng mà là bán đi và lấy lại cho mình là có thể là 10 vàng. Còn đây là chàng trai IHVK. IHVK thì đang dép cho mình là những con tướng vệ sĩ. Vệ sĩ đã được chỉnh sửa một chút ở cái phiên bản hiện tại, khi mà chúng ta có thể thấy vệ sĩ ngoài việc được tăng giáp thì có thêm một chút lá chắn. Và Lin thì anh ta đã ghép cho mình là một cái Sojin dành cho vị trí của Ezreal rồi, ba nhà phát minh và hai tài chế, và một cái kiếm tử thần được random dành cho vị trí của Ezreal. Sức mạnh của tái chế nhưng mà có lẽ là lượng sát thương gây ra bởi một con Talon hai thời điểm này thì hơi khó để cho Lin anh ta có thể giữ chuỗi giúp bài đấu của Việt Ulu, và đó là một pha cắt chuỗi của chàng trai FBA dành cho đối thủ của mình là IH Lin. Bốn tái chế liệu có phải là một quyết định hay không anh Bon? Đức Han vừa hỏi anh cái gì nhỉ? Bốn tái chế thì sẽ được 3 trang bị, còn 6 tái chế thì tất cả. Và chúng ta hãy cùng chờ xem khi mà đây là 4 tái chế dành cho chàng trai Lin rồi. Và 2 Sojin dành cho vị trí của Ezreal, nhưng mà bị một pha kéo đến từ vị trí của Blitz đẩy vị trí của Ezreal ra xa, thì hơi khó để cho Lin anh ta có nguồn sát thương đủ. Và lại một trận thua rất đau của Lin trước bài đấu của Chanh. Chanh thì với một con Lissandra như thế kia, nếu như tôi nhìn không nhầm hình như đó là một con Lissandra 2. Một con Lissandra 2 cầm quỷ thương như thế kia thì làm sao mà Lin có cơ hội đây. Và đó là một lượng sát thương quá khủng khiếp đến từ một cái hầm mộ hàn băng của Lissandra. Và đó là một chiến thắng của Chanh với một bài đấu mà Lin anh ta đang khá phân vân. Vâng, bắt đầu bỏ qua vị trí của Zac, liệu rằng sẽ là cân đối gì. À, đang búng thay vị trí của nhà phát minh và bán đi và tính toán để lấy cho mình cái lượng vàng cần thiết thôi. Một mảnh cung dành cho vị trí của Lee. Bằng tiếp theo là nước mắt, rất nhiều nước mắt, và đó là một con Taric. Một đôi Taric cũng có thể giúp cho Lin có hy vọng lên được một con Taric 2. Một con Taric 2, với một con Taric 2 ở thời điểm 3 chấm thì những pha pháo đài tinh thạch của Taric sẽ là một cái bảo hiểm rất tốt dành cho cái dàn tanh bên phía đội hình của Lin, khi mà một cái dàn tanh tái chế rất mỏng như thế kia thì rất cần một con Taric 2 sao để có thể giúp cho cái giao tranh ở trong đội hình của Lin trở nên hiệu quả hơn.
bắt đầu đẩy đồ lẻ dành cho những con tướng tái chế của mình, bán đi Taric và bắt lại cho mình là Leona. Liệu rằng Lin đang hướng đến một bộ bài nào đây khi mà đã bán đi cho mình là một đôi Taric rồi. Trong khi đó bên kia thì Tomorrow anh ta đã sở hữu cho mình là một con Katarina 2 nhỏ set, cũng như là một cái giáp máu ôm mốc được đẩy cho vị trí của Kermit. Bằng những con tướng 2 sao trong bộ bài thách đấu, bằng một con Samira 2 sao như thế kia và bộ bài gần như là rất nhiều con tướng 2 sao thì hơi khó rồi. Bằng sinh 2 vẫn đây rồi. Dugihan ơi, 3 con tướng 4 tiền đều rất chất lượng ở trong bộ bài này. Ước gì có Midfortor. Bằng máy móc được thay vào một con Zihi, một con Zihi dành cho vị trí của Lee. Và đây là Dr. Mundo. Dr. Mundo thay được ai đây? Thay vào vị trí của Orianna, bỏ đi máy móc để lấy cho mình hai đấu sĩ và tính toán để bán đi cho mình và lấy lại cho mình 20 vàng thôi. Không, Lin có lẽ đang muốn bỏ bớt tái chế ra bởi vì Lin đang nhận ra rằng đang thừa con Eco mà không bán kịp ở trong pha vừa rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Lin anh ta sẽ đánh một phong bài nào khi mà đã Sojin dành cho vị trí của Fdew rồi. Bằng một chiến thắng của Lin trước bài đấu của Zoe và đang đạt cho mình 20 vàng. Zoe thì đang với một ẩn đấu sĩ nhưng vẫn phải nhận cho mình một trận thua. Và đây là lối thông bại thứ hai, giáp tự chế, khúc giao dịch và phóng hỏa. Tôi đã không đánh giá cao cái lõi, ba cái lõi công nghệ này của Lin, nhưng mà liệu rằng Lin sẽ lấy cái gì đây? Khu giao dịch, quyết định là lấy khu giao dịch rồi. Sẽ là những pha sau mỗi giao đấu sẽ mang lại cho Lin một pha free roll và bắt đầu cân nhắc để lấy cho mình là hai máy móc. Vâng, bán đi rất hợp lý mà thôi. Một cái dịch khổng lồ có thể được sử dụng dành cho vị trí của Ezreal, nhưng mà một cái cung này thì có lẽ là ghép diệt thôi. Đang giữ lại một đôi Leona. Vâng, liệu rằng đây có phải là một bài đấu mà Lin đang hướng tới những con tướng trong bộ bài của vệ sĩ hay không? Trong khi đó tôi đang để ý là có rất nhiều bạn đang sở hữu cho mình những con tướng 3 tiền 2 sao. Và đây là Tiểu Min, 3 món đồ dành cho Sako và đang bắt lại vị trí của John, cũng như là hàng trời đang có những con tướng sát thủ. Lượng đồ này thì làm tôi liên tưởng đến Zihit nhiều hơn là vị trí của Sako. Với lượng vàng có lẽ là rất ổn. Hôm nay để lên và đánh Zihit đi. Đúng rồi, có thể đây là một bài đấu Zihin, đặt niềm tin vào Zihin dành cho vị trí của Tiểu Min. Khi mà với một cái vô cực kiếm và cái cung xanh như thế kia thì hoàn toàn Tiểu Min có thể hy vọng carry bằng vị tướng Zihin, một cái vị tướng mà cũng đang rất được ưa chuộng ở cái phiên bản hiện tại. Tiểu Min lấy gì cũng đang phân vân và Zoe lấy luôn Dr. Mundo. Tiểu Min thì như canh cho Zoe thì phải. Nhưng làm sao phải canh đây khi mà hai chàng trai của chúng ta là cùng lấy ở trong một round. Lẽ là một pha trêu mà thôi. Lin thì lấy cho mình là một cái đai lưng trên ở Fiora, một mảnh giáp dành cho vị trí của IHVK. Trong cái đó tranh hit Chrono 1, anh ta lấy cho mình một con Chistara cầm nước mắt. Bằng những bộ bài đang được các bạn hoàn thiện dần, nhưng mà khoảng thời gian mid game của trận đấu sắp dần trôi qua rồi. Thay vào vị trí là 5 nhà phát minh chưa đủ, chưa có Seraphim để anh ta có thể lấy cho mình 5 nhà phát minh. Quỷ thư dành cho vị trí của Ezreal không? Sẽ là một cái quỷ thư. Đúng rồi, một cái Morello dành cho vị trí Ezreal hay đang muốn thay chăn đồ vào. Nhận ra rằng là không có ai cầm quỷ thư cả, để quyết định đi bỏ đi vị trí chăn đồ để lấy cho mình. Đó là 40 vàng cũng như là một cái quỷ thư dành cho vị trí của Lissandra và hầm mộ thép, để giúp cho bài đấu của Lin trở nên hiệu quả hơn. Nhưng mà tanh của Lin bây giờ đang hơi mỏng một chút. Vâng, một pha lệnh sóng âm khá tốt. Vâng, Lissandra vẫn kịp thời sử dụng kỹ năng của mình. Liệu rằng có thể giết thêm một chết nữa được không? Hơi đáng tiếc khi mà cái nỏ xét trên người của Vex đã hạ gục đi vị trí của Ezreal rồi. Vâng, tiếp tục luôn và Hammering Girl dành cho vị trí của Lee.
Một bài đấu này thì Lucian, em có nghĩ rằng đây là một bài đấu mà Lin sẽ đâm thẳng theo hướng nhà phát minh không, khi mà có Sojin quỷ thư dành cho vị trí của Seraphine cũng như là một cái dịch khổng lồ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những con tướng gây sát thương ở khoảng thời gian late game như là Victor hoặc như là những con tướng thiên về mặt sát thương. Một bộ bài mà nhà phát minh hoàn toàn có thể chen chân vào vị trí top 4, và nếu như ra được những con tướng JC hoặc thậm chí ra được những con tướng 5 tiền khác thì hoàn toàn đây là một bài đấu rất mạnh ở meta hiện tại. Nghĩ có lẽ đây sẽ là một bài nhà phát minh đấy, một sẽ đấu đẩy mà cái Sujin này cho con Seraphine mà. Đúng là như thế, hoàn toàn có thể đẩy cho vị trí Seraphine. Một pha bách pháp bách trúng dứt điểm đi vị trí Lissandra, và Zilli đã kịp thời hạ gục vị trí con chess kia và một trận thua nhẹ nhàng. Tôi nghĩ là một như trận em thua vừa 2 nhìn chess nhầm thì có một nhà đã lên được Kata 3 rồi anh Bon ạ. Rất sớm 3.7 mà có Kata 3 thì phải nói là quá sớm. Đúng vậy, Lucia. Nhà của Tomorrow với cái lõi tiến hóa tự nhiên của anh ta có rất nhiều tiền để gold. Đúng rồi, một cái lõi tiến hóa tự nhiên của Tomorrow và đã lên được cho mình là một Katarina 3. Trong khi đó Zoe anh ta chỉ có lại cho mình 23 máu, mới chỉ là round 3.7 thôi mà Zoe chỉ có lại cho mình 23 máu, thì liệu rằng chàng trai của chúng ta có comeback được hay không đây. Lượng máu đang rất thấp rồi, 5 đồ sĩ và đang có cho mình là một Ugot cầm đồ. Vâng, tiếp theo là những mảnh đồ. Trả đồ khá đẹp. Đồ rất đẹp nha. Nỏ xét tim băng và rất nhiều thứ mà anh ta có thể đặt niềm tin. Và đây là Lissandra Janna vào để kích hoạt cho mình, đó chính là học giả cũng như là tái chế. Thật sự một con Seraphine sẽ kích hoạt 5 nhà phát minh. Ui dồi ôi, đây là Zing. Nhưng mà Zing để làm gì đây? Zing thay SRU không không tốt. Tôi nghĩ không có nhiều tác dụng với con Zidane này. Lin anh ta quyết định đặt niềm tin vào Zing. Một pha mà Lin chưa có chị em bán đi Mundo. Tôi cảm giác như Lin bán trong pha vừa rồi, cảm giác bài Lin sẽ yếu hơn. Và đúng là như vậy, một pha bị dứt điểm luôn đến từ vị trí của Talon. Liệu rằng con Zing này có lừa vị trí của Lin hay không? Nhưng mà tôi đang muốn Lin khung được bài nhà phát minh nhiều hơn. Một con Seraphine sẽ giúp cho Lin giữ máu ở khoảng thời gian này. Bỏ qua vị trí của Vi và Ezreal 2. Dr. Mundo ra rất nhiều nha. Zone khá là đen, chưa ra một con Seraphine nào. Ui, mất một con Mundo 2. Tôi rất đáng tiếc khi mà Lin mất đi cho mình một con Mundo 2 tanh để kích hoạt cho mình, đó chính là một con tanh rất chất lượng đến từ vị trí Mundo, nhưng mà Lin quyết định là bỏ qua rồi. Một con tướng kích hoạt cho mình đó chính là Hoa Kỹ. Một pha CC tốt đến từ vị trí của Bram. Và đây là Kata 3 thì làm sao có cơ hội dành cho Lin đây, khi mà Tomorrow anh ta đã có cho mình là khu giao dịch nữa, hai cái lõi công nghệ rất ngon. Và sẽ là một chiến thắng của Tomorrow mà thôi. Có cho mình là một con Tamken để hy vọng rằng những pha hack đồ đến từ vị trí của Tamken. Có vẻ như Zoe đã đi rồi ông giáo ạ. Zoe 4.2 và Zoe đã phải dừng lại, và đây là một pha hack đồ tốt đến từ vị trí của Tomorrow. Vâng, Zoe lần đầu tiên trong giải đấu The Chosen có lẽ là 4.2. 4.2 là sớm nhất. Sớm nhất khi mà trong những cái giải The Chosen trước đây, 12 mùa trước đây thì người phải dừng lại sớm. Sớm đầu tiên, tôi có nhớ không nhầm, hình như là Royal là 4.3 hoặc là 4.4 thì Royal đã phải dừng lại. Nhưng mà 4.2 Zoe đã phải dừng lại thì quá sớm ở trong một cái trận đấu của chúng ta. Có lẽ là một bài đấu mà Zoe anh ta không thể đép nổi. Và đó là một cái bất lợi dành cho các chàng trai bên phía FBA. Bị dứt điểm từ quá sớm đến từ vị trí của Zoe. Và liệu rằng những chàng trai còn lại ở trong đội hình của FBA có thể giúp cho đội tuyển của mình gỡ lại được không? Khi mà chỉ còn lại cho mình là 3 thành viên thôi. Vâng, đây là một con Zihin. Vâng, một cái lõi công nghệ trang bị đầy đủ sẽ giúp cho những con tướng mà đang sở hữu cho mình hai trang bị sẽ ra thêm được cái món đồ lớn nữa. Và đó là một cái Sojin không quá cần thiết dành cho vị trí của Zihin.
Và đây là cuộc đối đầu giữa Dr. Mundo và Luna thì sẽ là một chiến thắng dành cho Dr. Mundo mà thôi. Và Tomorrow anh ta vẫn đang giữ tiền rất ổn và đang giữ máu cũng rất ổn. Tiểu Min thì chỉ còn lại cho mình là 9 máu. Còn Tiểu Min và Zoe. Zoe đã phải dừng lại nhưng mà Tiểu Min thì người đồng đội của Zoe cũng chỉ còn lại cho mình là 9 máu thôi. Lấy cho mình là một mảnh cung. Vâng, tôi đang nhìn thấy một con Tam Kê cầm nước mắt. Tomorrow lấy được luôn rồi. Vâng, Tomorrow thì anh ta Tomorrow anh ta lấy được cho mình là một con Tam Kê, thì liệu rằng đây có phải là một con Tam Kê 2 sớm dành cho Tomorrow hay không? Nhưng mà anh ta là vẫn đang hack đồ, hack tiền bằng vị trí của Tam Kê. Vâng, một bài Em nghĩ đấu là sẽ rất không. khó vì anh ta mới chỉ là level 7 thôi. Và anh nó sẽ không lên cấp 8 được. Sako 2 rồi, Dukihan ơi. Và đây là những con tướng 5 tiền trong bộ bài của Việt Ulu. Đang ôm lại vị trí của Jihin. Chưa muốn thay Akali vào. Akali thay Kata cũng có thể là một cái quyết định sáng suốt dành cho vị trí của Việt Ulu. Vâng, đang khá phân vân và quyết định bán Eco không. Vâng, bỏ đi cho mình. Đó chính là tái chế. Và chỉ dép tạm bằng vị trí của Akali mà thôi. Vâng, một cái lõi công nghệ trang bị đầy đủ sẽ giúp cho những con tướng cầm cho mình hai món đồ sẽ Và được nó là con thêm một Tam Kiên đồ nữa. 2 anh Bon ạ, Tam Kiên 2 ở level 7. Thấy chưa? Đây là Tam Kiên 2 đúng như tôi dự đoán. Khi mà tôi nhớ không nhầm, hình như là Tomorrow anh ta có Neko và anh ta hack được rất nhiều đồ. Vâng, hai mảnh đồ nữa và đó là một cái giáp thiên thần. Thế này thì ai cản được Tomorrow đây? Quá nhiều đồ rồi. Anh ta đã hack được tầm đâu đó khoảng 3 4 đồ lẻ rồi. Một bài đấu đang quá mạnh mẽ của Tomorrow. Anh ta giữ được máu và lên Kata 3 từ 3.7. Và bây giờ 4.7 anh ta sở hữu cho mình là một con Tam Kiên 2 mới chỉ ở level 7 mà thôi. Một bài đấu quá mạnh mẽ của Tomorrow. Vâng, một cái ấn học viện dành cho vị trí của Việt Ulu. Quyết định lấy cho mình học viện thì liệu rằng có đặt niềm tin vào vị trí của Johnny hay không? Nhưng mà một con Johnny đã bị nớp sức mạnh đi, nhưng mà hoàn toàn bạn có thể đặt niềm tin vào một con Johnny 6 thách đấu và 4 học viện. Khi mà đã có một ấn học viện này cho Việt Ulu rồi. Có vẻ như Việt Ulu muốn đưa cái ấn học viện này cho con Kata nhưng mà không được. Một pha có lẽ là bị lãng quên, tạm thời mất trí nhớ đến từ việc Ulu. Và tôi đang nhìn thấy một con Jhin 2 đến từ vị trí của Tiểu Min thì phải. Còn Chanh thì đã có cho mình là một con Jhin và có ô thần tượng cũng như là một con tướng gây CC tốt, đó chính là Yuumi. Và đây là thiếu cho mình, đó chính là hai con Mid Photon nữa sẽ là lên con Mid Photon 3. Và đang rất nhiều Jhin. Hai Jhin đang ôm lại Jhin của Tiểu Min. Nhưng mà Tiểu Min anh ta đã lên được cho mình là một con Jhin 2 rồi. Vâng, lượng đồ rất nhiều đến từ những con tướng sát thủ nhưng mà là chịu làm sao được những pha bắn đến từ sân khấu tử thần của Jhin đây. Và đó là một chiến thắng. Trong khi đó Lin thì anh ta chỉ còn lại cho mình 6 máu mà thôi. Tiểu Min thì vừa giành chiến thắng trước bài đấu của W914. Trong khi đó Hai Jhin là người đang có cho mình cái chuỗi thắng. Tomorrow thì vừa phải nhận cho mình một trận thua. Chúng ta sẽ đến với vòng đánh quái 4.7 và bắt đầu thay khung rồi. Vâng, cuồng cung và diệt khổng lồ sẽ đẩy cho vị trí của Johnny. Và bắt đầu roll để kiếm lại cho mình những con tướng thách đấu tiếp theo. Fiora, Kermit hoặc thậm chí có thể là Kai'Sa dành cho vị trí của Việt Ulu. Và đây là ba món đồ trứng phái kháng hiệu ứng, cuồng cung và siêu khổng lồ. Ba món đồ rất yêu thích của Johnny. Và Victor Zihin, Fiora đã có để có thể cầm được cho mình một cái biến học đầy rồi. Bắt đầu bỏ đi những con tướng đấu sĩ thôi. Thay nhanh hơn một chút Fiora vào Zone 2. Kai'Sa Fiora thay vào không? Đúng là như vậy. Anh ta đang dư cho mình là một con Janna. Đúng rồi. Đã nhìn thấy khung. Không cần kháng ứng. Ồ. Quyết định cho kháng ứng dành cho vị trí Kai'Sa chứ không phải Zhone. Bản thân tôi thì tôi thích cái kháng ứng dành cho Zhone nhiều hơn. Nhưng mà với ba món đồ chuẩn chỉ như này dành cho Zhone thì có lẽ là việc Ulu anh ta không cần cái kháng hiệu ứng. Mà cũng hy vọng rằng nếu như một con Zhone của Việt Ulu sẽ giữ vị trí thật tốt để giúp cho Việt Ulu anh ta có thể có cho mình một trận đấu tốt cao khi mà bài đấu thách đấu cũng như là học viện của anh ta đã khung bài rồi, bốn thách đấu và bốn học viện.
và đã có cho mình là một JC ra rất nhiều ra khá là nhiều zone, liệu có thể sẽ là một con zone 3 không nhỉ? Có thể đặt niềm tin vào một con zone 3. Vâng, Samira, một cái giáp gai dành cho vị trí của Kata đang chưa có lắc, và đây là JC. Nếu như JC lên 2 thì hoàn toàn có thể bán, và đây là Kai'Sa 2. Trời đất ơi, và đây là Kai'Sa 2 có học viện. Vâng, làm sao thở đây. Vâng, có một cái lõi công nghệ trang bị đầy đủ thì Kai'Sa này nếu như ra được cho mình những cái món đồ chuẩn phá thì lượng sát thương gây ra là rất kinh khủng bởi những pha bão tố của mình. Và đó là một chiến thắng tiếp theo cho Vigolu khi mà anh đã sở hữu cho mình một con tướng 5 vàng 2 sao. Đó chính là vị trí của Kai'Sa rồi. Và đây là Fiora 2. Bỏ răm lên cho vui thôi. Bán đi vị trí của Taric để lấy cho mình khả năng CC đến từ những pha hất tung của Bram. Một con Bram sẽ kích cho Leona vệ sĩ, cũng như là những pha hoàng kim địa chấn của Bram sẽ mang lại cái độ hiệu quả cao. Và chúng ta cùng chờ đợi xem thì liệu rằng một bài đấu mà đang quá tuyệt vời cho việc anh ta có thể có cho mình một trận đấu tốt cao hay không. Khi mà đã gần như đã là full bài 2 sao rồi, một con JC đang có đôi và tích lại lượng tiền để có thể roll được cho mình là một con Johnny 3 sao ở khoảng thời gian late game. Vâng, CC, một pha hoàng kim địa chấn Mid-Photon của Haiyan đứng hình. Và đó một pha cắt chuỗi của Veulu khi mà Haiyan anh ta đang nuôi một con Jihin 3. Tiểu Min thì đã phải dừng lại, Lin thì cũng đã phải dừng lại rồi. Tranh VIP Pro 1 thì cũng chỉ còn lại cho mình là 11 máu mà thôi. Và chúng ta sẽ đến vòng vòng đi chợ có một ấn thách đấu. Nếu như Veulu lấy được cái ấn thách đấu này thì nó là quá kinh khủng. Một cái ấn thách đấu không lấy được rồi. Và về Ulu anh ta sẽ lấy thêm món đồ nào dành cho vị trí Kai'Sa đây? Có thể là diệt khổng lồ. Và đúng là một cái diệt khổng lồ dành cho vị trí của Kai'Sa rồi. Một con Kai'Sa có diệt khổng lồ hoặc cho Fiora. Tôi nghĩ là cho Fiora xong rồi đến 5.7. Thêm một món đồ Fiora nữa thì Fiora cũng có 3 đồ. Như thế thì lựa chọn sẽ là thông minh hơn. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem về Ulu anh ta cho ai. Anh ta bán đi. Anh ta bỏ bớt học viện vào đánh 6 thách đấu. Và bỏ răm cho hai món đồ thủ. Thì sẽ là có 3 đồ và Fiora chỉ cần thêm một món đồ ở round đánh quái ở 5.7 thôi. Thì sẽ là 3 món đồ dành cho Fiora. Thì khi đó lượng sát thương gây ra bởi đội hình thách đấu như thế này thì sẽ được thêm bởi lượng sát thương đến từ vị trí của Fiora. Không cho cơm mưu. Ồ, thì chúng ta cùng cho giáp gai và... Tôi hơi tiếc cho cái vực bẫy trên người của Kermil. Nếu như thế thì anh ta sẽ không còn một chút sức mạnh đến từ một cái lõi công nghệ trang bị đầy đủ như kia. Thì liệu rằng quyết định của chàng trai Veulu là gì? Chúng ta cùng chờ đợi. Kermil. Thế này thì Kermil sẽ cầm một đồ lẻ. Nếu như một cái vực bẫy dành cho vị trí của Bram tôi nghĩ là tuyệt vời hơn. Và đây là Zone. Diệt khổng lồ giáp gai dành cho Fiora không? Đúng là Fiora rồi. Thế thì sẽ là hai món đồ dành cho Fiora. Không, diệt khổng lồ dành cho Kai'Sa. Và giáp gai dành cho Kermil. Thì Kermil sẽ sử dụng cho mình là ba món đồ thay vì vị trí của Fiora. Và đây là Tomorrow. Một bài đấu mà đã lên được cho mình là một con Leona 3. Nhưng mà đây là một bài đấu có hai diệt khổng lồ đến từ vị trí của Vigolu. Thì liệu rằng Tomorrow anh ta có đép được hay không? Lượng sát thương gây ra bởi những con tướng sát thủ là quá nhiều. Kai'Sa làm sao hút lại được lượng máu đây? Vẫn đang tiếp tục hút, vẫn đang cò quay. Vâng, những pha bay rất thông minh nhưng mà một chiếc bụng đói đến từ vị trí của Tam Ken đã nuốt đi vị trí của Kai'Sa. Và đó là một trận thua của việc Ulu trước bài đấu của Tomorrow. Và anh ta có cho mình là một cái trận thắng tiếp theo. Và đây là cung xanh và Eco 3 đến từ vị trí của Tomorrow rồi. Trong khi đó IHVK914 đã phải dừng lại ở vị trí top 5. Tranh thì đang chỉ còn lại cho mình là 4 máu mà thôi. Vâng, hai chàng trai out top. Đó chính là hai chàng trai đến từ IH cũng như là hai chàng trai đến từ FBA, nhưng mà đang lợi thế hơn đó chính là hai chàng trai IH khi mà cả VK, cả IHVK cũng như là IH Lin thì đều hơn cho mình là một cái top so với Tiểu Min cũng như là chàng trai Zoe. Bảy con Zone đến từ vị trí của Ulu.
Vâng, 7 con John Ne rồi, Dukihan ơi, vâng, tiếp tục ra cai ra. Vâng, đang roll rất khát nước. Cung xanh dành cho ai đây? Fiora chăng? Không, sẽ là cho ai? Sẽ là cho Fiora và đi chợ lấy thêm một món đồ dành cho Fiora nữa. Thì khi đó Fiora của việc Ulu sẽ có cho mình là 3 món đồ. Và đây là Mid Fortune 3. Vâng, Mid Fortune 3 đối đầu với hai cái gì khổng lồ thì hơi khó dành cho Mid Fortune rồi. Samira còn đó và lượng sát thương gây ra bởi 6 thách đấu là quá nhiều. Trong khi đó Tomorrow thì đang trong giao tranh với cả chàng trai tranh VIP Pro. Thì hơi khó rồi. Khi mà một con Leona cầm cho mình 3 món đồ như thế này với một con Katarina có đồ bảo hiểm là cái giáp thiên thần như thế kia thì làm sao tranh có cơ hội đây. Và tranh sẽ phải dừng lại ở vị trí top 4. Vâng, tiếp tục rồi. Đang nuôi hy vọng để ra được cho mình là một con Zhone và đang bị ôm John đến từ vị trí của Tomorrow. Trong khi đó chàng trai Haiyan thì cũng đang thiếu cho mình là hai con Zihin để lên được cho mình là một con Zihin 3. Nếu như đây là một con Zihin 3 cũng như là một con Zhone 3 thì chưa biết thế nào mà lần. Vẫn đang nuôi hy vọng. Và đang muốn xếp để outplay những con tướng sát thủ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhưng mà không rồi, về Ulu gặp cho mình đó chính là Haiyan. Lại gặp lại Haiyan khi mà vừa rồi tranh thì đã bị hạ gục. Vâng, dồn không được chơi. Vâng, một pha xếp line up Một xuống con lươn dưới, này bốc hơi ngay lập tức với con Mid Fortune này. một pha mưa Bốc đạn kinh bởi Mid khủng. Fortune 3 sao, và đó là một lượng sát thương đủ để dứt điểm đi vị trí của một con Zhone. Một pha xếp đội hình muốn up play sát thủ nhưng mà hơi khó cho việc Ulu, thì khi mà việc Ulu anh ta vừa bị dứt điểm bởi một con tướng Mid Fortune 3 đến từ hai gian. Những pha mưa đạn của Mid Fortune cầm đồ như vậy thì hơi khó để cho con John có thể được chơi rồi. Vâng, đang cân nhắc 6 thách đấu và hai học viện. Ui, lại ra Zumi. Và đây là JC2 khoảng bán đi vị trí của Zone và lên cho mình là JC2. Và kèo đối đầu này thì ai sẽ là người chiến thắng đây? Eco 3 sao, Katarina 3 và Leona 3 cùng với cả một con Tam Ken 2. Mặc dù về Ulu anh ta có gì khổng lồ, nhưng liệu rằng có thể dứt điểm đi được Kata không? Dứt điểm được Kata nhưng mà bị CC đến từ chương cuối của Jumi. Tiếp tục nuốt. Lại là bay đi đến từ pha báo tố này. Và khi mà vào trong giao tranh lâu dài thì có lẽ một cái điều lợi thế lớn dành cho vị trí Kai'Sa. Hai Jhan thì đã phải dừng lại ở vị trí top 3 rồi. Một cái giáp gai sẽ là một món đồ mà với Ulu anh ta có thể cân nhắc. Một cái giáp gai rất ngon. Một cái giáp gai sẽ đẩy cho vị trí của Fiora. Và khi đó bài đấu của chàng trai với Ulu sẽ có cho mình hai giáp gai. Và với trang bị đầy đủ thì Fiora sẽ có cho mình là 3 món đồ. Sẽ là có cho mình là 3 món đồ. Việt Ulu. Đây. Một chút dự đoán đi Dukihan thôi. Dukihan nghĩ rằng ai sẽ top 1 Tomorrow với một bài đấu sát thủ 3 sao và một bài đấu thách đấu rất chất lượng đến từ vị trí của Vệ Ulu. Ai sẽ là người lên cho mình một trận đấu top 1 ở trong trận đấu đầu tiên? Em nghĩ sẽ là Tomorrow với chiếc top 1 của mình, vì anh ta sự bài của anh ta có form bài và mạnh được từ rất là sớm với con Tam Ken 2 này. Em nuôi nó Anh rất là thì lâu lại rồi. đang nghiêng về vị trí của Vệ Ulu, và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người đúng khi mà đây là một con Fiora có giáp gai. Những pha báo tố bay đi nhưng mà bị áp sát đến từ vị trí của Leona. Đang bị mất máu quá nhiều và một pha đấm gần như tôi chưa thấy cái dấu hiệu có cơ hội cho việc Ulu. Quá nhiều Nên đồ thực đến từ sự rất Tomorrow, là tôi đếm khó luôn, đồ. với kể cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 đồ thì phải. Quá nhiều đồ, không đếm nổi nữa rồi. Một con Tam Ken 2 ở level 7 nó mang lại một cái sự chênh lệch về lượng đồ là quá kinh khủng. Và có lẽ Tomorrow anh ta sẽ có cho mình một trận đấu top 1 mà thôi. Một bài đấu sở hữu cho mình là một con Katarina 3 từ sớm, và khi mà anh ta run được cho mình một con Tam Ken ở level 7 và những pha hack đồ quá chất lượng đến từ Tam Ken mang lại một cái lượng đồ quá dồi dào, chỉ cần đánh về đồ thôi thì có lẽ cũng rất khó có cơ hội dành cho việc Ulu. Vâng, Việt Ulu anh ta đã làm rất tốt ở trong trận đấu này rồi nhưng mà anh ta chỉ bị gục ngã trước một bài đấu thực sự là quá kinh khủng.
một bài đấu quá nhiều đồ, và đó là một chiến thắng của Tomorrow, một bài đấu sát thủ và kẹp cho mình là một con Tam Ken 2. Lượng sát thương cũng như là lượng đồ là quá chênh lệch, và về Ulu anh ta đành ngậm ngùi dừng lại ở vị trí top 2. Có lẽ sau trận đấu đầu tiên thì lợi thế đang nghiêng về các bạn bên phía đội tuyển của IH, nhưng mà Dukehan nghĩ rằng một bài đấu mà Kata vẫn đang thể hiện cho mình một cái lợi thế rất lớn, nếu như các bạn lên được cho mình là một con Katara 3, Katarina 3 có những cái món đồ chống phái và ba sao từ sớm như vậy thì hoàn toàn đây có thể là một trận đấu top 1 đúng không Dukehan, một bài đấu mà có lẽ là Dukehan cũng đã đánh ở cái phiên bản hiện tại rồi. Và có lẽ bây giờ mình cũng như các bạn khán giả chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta đến với bảng điểm và đến với trận đấu thứ hai. Và các bạn đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ trở lại ngay khi mà trận đấu thứ hai của loạt đấu BO3 bảng B của chúng ta được bắt đầu. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TG để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.